nha. 12 inch trợ rơm vanadium 300 mm. Chiều dài nó là 390 mm. Ở đâu có hả? Ở đâu có hả? Ở đâu có hả? Bề ngang. Bởi đồ để cái đó mà đụng thấy nó lục không ra nổi. Đồ đó dễ gì không có, ta có hết, kiếm chưa tới thôi. Đo ra khoảng 31.4 mm rồi. 31.3. 31.3 rồi. Còn tái rồi. Độ dày của thép là khoảng 13 mm. Nặng thì người ta để trên bàn, người ta làm mình để một tay. Đây. Khi mà quấn nó thì cái đường nó quấn. Đấy, tay ra đây. Đó, thấy không? Mang qua đưa chị Tâm anh đi.